Lan Bảo Hiếu. Tặng quà, hồi hướng, cha Lê Công Sở, mẹ Trần Thị Đạt. Từ Tâm Hiếu, con Lê Kiến Trúc. Kính thưa quý vị, Đấng Sinh Thành luôn là người yêu thương ta nhất. Dù bạn là ai, bạn như thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn một điều không ai thương bạn bằng như cha mẹ. Thế nên chúng ta bổn phận làm con phải có bổn phận lo cho cha mẹ hiện tiền, và nếu cha mẹ đã qua đời thì hãy tu cầu linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh. Anh Lê Kiến Trúc đã thể hiện lên tinh thần hiếu đạo mà đúng như lời Đức Thầy đã dạy. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm rầy từ bi. Phái đoàn đã đến rồi, giờ sẽ lên trên. Hiện tại mình thấy bà con, có một số bà con rất là đông, hiện tại đang ở đây nhắn gì, không mua gì đâu rồi. Giờ đây tụi bây sẽ lên trên. Thưa quý vị, bà con mình đã đến rất là đông và chờ đợi đâu chứ. Hậu cần cũng đã đãi cơm. Kính mời quý vị, chúng ta hướng đến Tam Bảo đi kinh lễ bây giờ. Kính mời quý vị kính lễ Tam Bảo, kính lễ Chuyên Dung Thầy. Thưa quý vị, Ban Hậu Cần đang phục vụ tích cực. Bà con mình đến nhận quà cũng được dùng cơm luôn nhé quý vị. Nơi đây phải nói mình thấy giống như chùa luôn quý vị. Bá tánh thập phương bà con mình ở đây đến thì dùng cơm. Chị ơi, chắc mình dùng cơm đi luôn chị ơi. Nãy rồi đông mất tiêu rồi. Hả? Ba đưa đậu đậu. Phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp, quân thần nghĩa trọng hữu thiên niên. Vẫn phải bị trăm điều thời đau lại muốn chuyện ngọt ngon, nghĩ cuộc đời mà chán chưa nổi hao mòn, xem cảnh thế luôn xót xa niềm chích ma. Đời này như thế, người kia cũng thế, làm sao mà tránh khỏi
viết lầm tháng. Sống tranh đua khi chết cũng xương tàn, cho nên mượn đuốc quê đánh tan mùi tốt lùi. Buồn giới mượn bút tay để tu hành tâm đạo giữa kề tiên ban. Nào nào trần thế có sang, sắp đều đau khổ nghèo nàn hỡi ai. Thảm trong thế sự ngày nay, lầm điều lao ly quá dài gian nan. Một tay ta quốc an bang, nước nhà vững đắc hơn đàn hiền vinh. Bây giờ phải mượn kệ kinh dắt dìu trần thế, mặc tình nghe không kêu thần hay gọi là ông, cũng không có muốn ai hồng tôn ti. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính trình Đức Phật Đức Thầy. Kính trình chư vị sơn phần thượng hàng năm non bãi núi. Kính đến chị Ba cũng như ông Lê Kiến Trúc đại diện cho đoàn của các cô. Kính đến các vị lão thành, quý vị đồng đạo và tất cả quý cô bác gần xa kính mến thưa quý vị. Thì hôm nay vào ngày mùng 5 tháng 7 niên Giáp Thìn, với một cái công đức lành của ông Lê Kiến Trúc phát nguyện hồi hướng những cái tâm hạnh hiếu của người con muốn báo đáp thăm ăn qua tinh thần hiếu đạo, đặc biệt nhất là vào cái mùa lễ Vu Lan. Hôm nay là đầu tháng thì chị Ba đại diện cho đoàn, tức là chị Ba Kim Chi đại diện cho đoàn để làm cái phận sự này. Lời nói trước tiên của Thanh Hòa đại diện cho âm trại nơi đây, chân thành kính chào mừng phái đoàn của ông Lê Kiến Trúc đã sắp xếp công đức lành để tạo một cái chương trình phát quà cho tất cả bà con. Kế tiếp xin hân hoan chào mừng toàn thể tất cả quý bà con cô bác như quý đồng đạo có mặt trong cái buổi phát quà hôm nay. Chúng ta cũng nhiệt liệt vui mừng, chúc mừng, hoan nghênh chung cho một tràng pháo tay. Thưa với tất cả quý cô bác, như chúng ta đã biết, trong suốt quãng đường dài từ khi Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã truyền thừa chánh pháp của Như Lai suốt 49 năm, tổ tổ tương truyền sư sư giáo hóa năm 713 lục tổ Huệ Năng bạc truyền y bác đạo Phật suy duy, thế là may mắn thay miền Nam của đất nước Việt Nam chúng ta, đáng lẽ ra đạo Phật xem như không còn, do từ nơi thần tú bày nhiều cái mê tín, từ đó mà nhân sanh ly tán, lòng người thay đổi,
Nhưng mà may mắn thay, được cái duyên lành đồng hành với Phật Pháp, đó là Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, Ngài đã truyền thừa cái chánh pháp học Phật tu nhân tại gia cư sĩ tại miền Nam của đất nước Việt Nam, chuyển kiếp tái sanh từ Đức Phật Thầy cho đến Đức Thầy chính thức hôm nay, thì trở về nơi cái vùng Thất Sơn Bãi Núi là một cái nơi mà chính trước kia Đức Phật Thầy cũng đã khai sáng Phái Hệ Bốn Sơn Kỳ Hương. Hôm nay với những cái công đức lành của ông Lê Kiến Trúc phát tâm bố thí phát quà gieo duyên lành để cúng dường cho các vị đồng đạo và bà con khó khăn trong suốt thời gian qua, phải nói là bà con gặp rất là nhiều về cái sự cuộc sống thiếu trước cuộc sau không sao kể xiết, không có gì. Cho nên cái nỗi khổ mà chúng ta hiện giờ nhiều thứ làm ăn á thiếu trước hụt sau, nhưng mà không sao, không bằng cái nỗi khổ sau này. Cái cảnh mà tam tai bát nạn, nước dưng lửa cháy, năm chiều thú hùm, nhất là cái cảnh chiến tranh mà nó diễn ra thì khắp cả thế giới. Đức Thầy cho biết là khắp thế giới là cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Thì cái nạn ách này đặng thức tỉnh trần rằng thiên định một tuần đời sắp hạ, Thầy đã tiên tri đã nói hết với cô bác. Thì trong những năm qua chúng ta cũng đã chứng kiến thấy nhiều cái cảnh trạng nạn tai dùng dập xóm làng, còn chi nào là dịch bệnh, động đất, sóng thần, và chiến tranh thế giới còn đang diễn ra rất là gay gắt. Mà nhất là trong mấy ngày qua, quý vị, động đất ở Kim Tinh nó ảnh hưởng đến cái đời sống bà con trong cái màn cảnh màn trời chứ đất, lũ lụt, mưa bão, động đất diễn ra khắp nơi trong đất nước Việt Nam và trên cả toàn thế giới này, không làm sao mà nói cho hết được. Thì xem như đây là một cái sự cảnh báo của cái ngôn hạ nó sắp cùng, và cái đời sống của chúng ta nó cũng đã vô thường, nay dày mai khác, lúc mạnh lúc đau, lúc còn thở lúc nghỉ thở, sao quý vị, nó ngặt nghèo quá. Do vậy mà chúng ta luôn cảnh tỉnh giác ngộ, cuộc đời này vốn dĩ là giấc mộng trần gian, thế trần tạm giả gạt đời ta, hay là gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc chi quan thường giết khách tài qua, nghe chuông linh xin dứt bể, ái hà kẻo giặc dục cú lôi và bể khổ. Hiện giờ thì là sanh lão bệnh cuối cùng là tử, mà nếu như chúng ta không tu thì kiếp sau sẽ tiếp tục chuyển kiếp, tiếp tục khổ nữa. Thôi thì kiếp chót này Đức Thầy cho chúng ta là Phật cổ xưa trở lại ăn xá cho mà lật chót. Quan trọng là mình biết ăn năn quầy đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm, hay là quầy đầu nghe tiếng chuông ngân trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Nhưng mà bởi vì thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc ngôn dân từ bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Thôi thì hôm nay chúng tôi rất là thiết tha mong mỏi tất cả bà con chúng ta gần xa phải luôn luôn lúc nào cũng phát nguyện ăn hiền ở lành, ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ. Bởi vì cái việc tu hành của chúng ta lợi lạc trước tiên đó là giữ gìn an ninh trong cái địa bàn của địa phương, và giảm bớt đi rất nhiều những cái tệ nạn của xã hội. Mà chúng ta tu hành chân chất rồi thì làm ăn chân chất đúng đắn, thì chúng ta làm giàu trong cái sự hạnh phúc, không có làm giàu trong cái sự xương máu khổ đau của nhân loại nhân sanh. Chúng ta làm giàu trong cái sự chánh đáng, rồi từ đó mà chúng ta có cái phước báo rồi mới phát quà cứu đói cho nhiều người khác. Cho nên thì thôi hôm nay những người đã giác ngộ rồi, chúng ta nên phấn chấn tinh tấn tiếp tục tu hành thêm để công đức nó dày cao thêm. Những người mới tập mới phát tâm thì chúng ta phải dũng mãnh lên, mà nếu như những người chưa phát tâm tu, thôi thì quý vị ơi, đã sắp trễ nải cái chuyến đò chiều rồi.
Cho nên quý vị mình phải thương mình, phải tạo cho mình một cơ hội, một cái chuyến đò chiều sau cùng để mình ăn năn cải hối, làm lành lánh dữ, để tu thân hành thiện, để tu tâm dưỡng tánh, để cứu mình và còn tổ tiên mình, cha mẹ ông bà mình và tất cả nhân sinh. Cho nên hôm nay chúng tôi rất là cảm kính, tán thán cái công đức lành của ông Lê Kiến Trúc. Mặc dù ông đã quá giảng, tuy nhiên hiện hữu hình ảnh ông vẫn còn dài đó mai đây để làm bổn phận phụng sự cho đời, cho đạo, để kết nối nhân duyên một cái tình thương vô tận và liên kết với gia đình để đồng hành làm những cái công đức lành, cái phận sự, để vừa là báo hiếu thăm ăn qua tinh thần hiếu nghĩa đối với ông bà cha mẹ và tổ tiên, song song vào đó cũng kết duyên lành để đồng hành phụng sự Phật pháp, đem lại cái lợi lạc cho người tu, đem lại cái lợi lạc cho bà con nghèo khó khăn. Thì bây giờ một lần sau cùng, Thanh Hòa cũng nhắn nhủ gửi gắm tất cả bà con cô bác mình gắng cố gắng tu. Và thời kỳ nó cũng gấp rút, sắp tới đây cũng không biết ngày mai này sẽ ra sao. Và quý vị, nếu như mà dịch mà nó, tôi nghe thấy tình hình trên mạng đài hẩm gài cũng đã báo rồi đó, dịch bệnh nó cũng đang len lỏi, báo hiệu, có dấu hiệu rồi đó. Rồi đây nếu mà dấu hiệu á, mà dịch bệnh mà càng ngày nó càng bùng phát trở lại thì kể như là nguy cơ nó sẽ khủng khiếp, cái rủi ro, cái chết chóc nó sẽ tăng cao gấp 20 lần, 30 lần, chứ không phải chuyện chơi. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào gặp nhau như thế này. Phải không quý vị? Cái dịch đó nó có thể ảnh hưởng, lây bệnh. Thì làm sao mà ai dám gặp nhau để mà giúp đỡ cho nhau? Lúc đó muốn giúp cũng không thể giúp được, lúc đó muốn nói cho nghe cũng không thể nghe, cũng không thể nói. Thôi thì hiện giờ mình làm được cái gì mình gán làm, mình tu được cái gì mình gán tu, mình sửa được cái gì gán sửa, trao tâm luyện bánh cho minh, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Ai ăn cơm nấy no, ông tu tất đất, bà tu bà đất, bất tu bất đất. Thời kỳ mạt pháp, không đường sanh tử hồn ai nó giữ, mà ai không tu hành thì trời Phật cũng thua luôn, cũng bó tay, cũng không thể cứu kịp những người ác gian. Cho nên mình thương mình, cứu mình, lo cho chính mình, không có gì khác hơn là quỳ đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiên, tức là Phật đang ở đâu, đang ở đây hiện hữu ở trong ta. Lúc nào quý vị mình tâm hiền lành, chân chất, thật thà, ăn ngay nói thẳng, ăn thật nói thật, làm thật, thì giữ cái chân lý chân thật, thì chính cái đó là cái đạo lý nơi mình, và giải thoát ở nơi chính mình, và chính cái đó cũng là ông Phật của mình đang vận hành vậy. Chẳng nói vắng dài Phật nọ tức tâm, hay là ngàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm Phật cũ ngày xưa hãy ráng tầm. Cho nên quý vị mình biết cái hướng đường hướng tu hành rốt ráo cho kịp cái chuyến đò chót này, không có cái gì khác hơn là ngoài cái phương tiện pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật. Vì một lát nữa mà dịch bệnh đến rồi thì bây giờ quý vị mình chỉ có câu lục tự Di Đà thôi, Nam Mô Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chứ quên, không đợi gì thời khắc từ dài hay ốm hay đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm, lúc nào cũng nhớ Phật, niệm Phật và luôn tỉnh táo sáng suốt để nhận ra được cái sự thật. Nếu mình còn thở thì còn niệm Phật, mà hết thở thì luôn nhớ Phật, thì về xâm về Phật, đơn giản vậy thôi. Sợ nhất là mình nhớ tưởng những cái việc dạy tà gian ác, tham gian hơn thua, để rồi sanh tâm phiền não khổ đau sân si nhân ngã, thì tất cả cái nỗi khổ đó chúng ta sẽ sa đọa, sẽ sanh tử trong vô lượng kiếp sắp tới đây. Do vậy mà con đường tịnh độ niệm Phật là rốt ráo trong cái kiếp chót này quý cô bác ơi. Chỉ một kiếp là Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ là dứt cuộc luân hồi. Chúng tôi rất cảm động, vừa rồi mấy ngày qua chúng tôi đã chứng kiến một cái cảnh ngộ vô cùng thương tâm, đó là hai chú bò.
à, mình vừa đặt pháp danh là quỳ xuống là được làm lễ quy y, là họ nghe, họ nhận, họ tin và họ hướng thiện nghe pháp. Thì chúng ta thấy thú vật còn biết tu hành náo nức, phải không? Tánh linh người vật vẫn đồng tuy không biết nói mà lòng biết nghe. Cho nên quý vị mình làm người được là may muôn thuở, phải không? Làm người được đâu phải đơn giản đâu, cũng là do xưa có duyên lành. Mà bây giờ nếu biết tu hành ác là sẽ được trở thành Phật tiên. Cho nên duyên lành mà rõ được khùng điên thì chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần, mình đã có cái duyên lành với thầy, thầy của mình là Phật cổ xưa trở lại, xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vậy, thì xuống đây thì bây giờ kiếp này mình được gặp Phật thầy rồi, thì thôi gắng quy y, gắng giác ngộ, gắng tu hành để cứu mình, cứu gia đình mình, cha mẹ mình, cứu quyền mình và tất cả đồng bào, nhất tất cả nhân sanh. Cho nên chúng tôi rất là tha thiết kêu gọi quý vị mình tránh xa tứ đổ tồn, ao rượu chè cờ bạc, và chúng ta tránh xa những cái tệ nạn của xã hội, chúng ta tránh xa tất cả những cái gì mà gọi là làm phiền não đau khổ cho mình và cho người. Cuối cùng luôn giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp tế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, thì lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Mà vô minh diệt thì hành diệt, thức diệt, đức danh sắc diệt, lục nhập, tức là vô minh sẽ bị diệt là giải thoát vậy. Giải thoát tức là tâm mình không còn phiền não, tâm mình hoàn toàn rỗng lặng, an lạc, thanh tịnh, vắng lặng, dứt bật hết những cái nhân ngã, sân si hơn thua cao thấp, tức là tham sân si nhân ngã không còn, thì ngủ ngủ dây không, thì chứng đắc hiện tiền trí huệ bát nhã của Phật. Đơn giản như vậy, nhưng mà có đôi khi mình không chịu làm, mình không chịu tu, chừng lát nữa ai cứu mình, mình không cứu không ai cứu được, phải không quý vị? Cho nên thôi thì vài lời, có duyên nhân cái buổi hôm nay ông Lê Kiến Trúc phát tâm phát quà, chúng tôi mới có tiện, có dịp để gặp, để thăm, để tâm tình với quý vị mình ít câu thôi. À, Đức Thầy nói nè: ba kỳ sơ đều cho dân tất, ước mong đời xét kỹ đằng tu hành. Kể sơ ít ít thôi chứ kể nhiều quá ngán, ngán rồi cái làm biến biết nghe cái thôi hết hết biết, phải không quý vị? Đó thì thôi giờ ai ở đây quý vị mình có mặt ở đây cũng biết hết rồi, biết tội phước, biết đúng sai, biết thiên đường địa ngục ha, à, biết khổ biết vui, biết qua hết rồi. Thôi thì giờ mình chọn cho mình con đường vui, con đường an lạc, con đường giải thoát, con đường chấm dứt sanh tử khổ đau. Thì có lại để chi? Để mình mơ có được mới vốn công đức để mà hồi hướng cho chủ quyền thất tổ ông bà cha mẹ của mình, tức là tất cả quý vị mình có mặt ở đây đều có công đức để hồi hướng hết cho chủ quyền thất tổ, chăm họ ông bà, chăm quan chư vị. Quý vị mình đồng ý không ạ? Đồng ý không quý vị? Đồng ý mà có vui vẻ không ạ? Rất vui vẻ đúng không? Thôi thì quý vị mình á là quan hỷ ngồi rãng rãng ra cho nó mát, khi ngồi gần quá nó nực, nó nực nổi hả quý vị? Thôi thì quý vị mình sẽ đồng hành với thân quà niệm Phật ở trong tâm nha. Niệm Phật mấy phút quý vị? Mấy phút à? Tùy ha. Thôi thì tôi thấy tới số 12 đi cho nó đẹp ha, là 5 phút. Rồi xin cung thỉnh quý vị mình giữ thân trang nghiêm, tâm thanh tịnh, ngồi với tư thế bắn già, chân mặt là chân trái, tay mặt lên tay trái, lưng thẳng. À, Đức Thầy đã cho biết là có thiện căn xếp lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc, hay là môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Cho nên kính mời tất cả quý vị đồng hướng về tâm bảo tỉnh Ba Xá. Chắp tay lên trán, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giới thân này khỏi đọa xa, muôn đà hồng quang qua Đức Phật, soi đường minh thiện đến Long Hoa. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và mời quý vị tĩnh tâm niệm Phật trong tâm, Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn, Nam Mô A Di Đà Phật. Bình tâm cất bút tọa lời, xét xem hai chữ dần thời còn
nhìn thế giới trang qua nhàn buông minh tương xua ra chiến trường dốc lòng tranh bá đồ vương đeo câu danh lời lắp đường nghĩa nhân gieo điều tàn khốc cho dân khiến lòng tăng sĩ bần quân lo lường tiếc thay đạo nghĩa luân thường thanh nhân đã vạch sẵn đường từ xưa để cho quân tự lọc lừa ở ăn hộp lẻ ráng chừa tiểu nhân trên vua minh chánh cầm cân dưới quan liêm tiết xử phân công bình quyền cha quản xuất gia đình dạy con phải phép vẹn gìn thiêu trung từ ngày cách mặt cửu trùng thay đời đổi cách bất tùng thánh tiên bút lông dẹp với dĩa nghiêng thế vào bút sắc cùng viên mất tròn lần lần thế đạo suy mòn nền xưa nếp cũ hỡi còn mấy ai nên ta thở văn than dài cúi đầu lại Phật niệm hoài mấy câu nhất trần mang bộ sông nâu trong ngày chư quốc chư hầu tình đừng gây chính chiến u âm để gây hạnh phúc mà tâm Phật tiên ta bà thật cảnh ưu phiền duyên trần cấu kết quan khiên báo đền thiều quang thấm thoát giường tên mặt dòng sanh tử có bền được đâu chi bằng theo học đạo màu sớm qua khổ hại theo hầu Phật tiên tham chi giả tạm của tiền như chim vào lưới xích xiềng trói thân tinh xong món nợ lần khấn thoát vòng cương tọa pháp thân nhẹ nhàng tiêu diêu đạo đức luận bàn dân du võ trụ thanh nhàn bi Mô A Di Đà Phật. Cung thỉnh kính mời tất cả chư quý vị đồng hướng về nơi Hồng Ân Tam Bảo xá kỉnh Ba Xá. Và chúng ta chắp tay lên trán nguyện hồi hướng công đức Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cổ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay toàn thể đồng đạo chúng con sẽ được thành tâm hồi hướng công đức niệm Phật hôm nay hướng về cho cửu quyền thất thổ ông bà nhân buổi mộ Bế Hiếu Vô Lan phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương hồi hướng cho tất cả những công đức lành này niệm Phật này hướng về cho tất cả những quan gia trái chủ nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp của chúng con đã lỡ vô tình hoặc cố ý sát hại xin được thành tâm sám hối và hóa giải thành tâm hồi hướng công đức niệm Phật bố thí tầm lành này hướng về cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường trong mười phương pháp giới được nương theo công đức niệm Phật này mà hết khổ được vui hiện tại an lạc mãn kiếp hồng trần sẽ lạc quốc cũng công niệm Phật rất yên lành
Nam mô A Di Đà Phật, quý vị Sa Bà Sa. Quý vị ngồi y tại chỗ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua thì chúng ta cũng có dành một ít công đức lành để góp phần công đức siêu màu hồi hướng công đức cho quý vị thất tổ chung chăm họ ông bà ha. Giờ đây thì để diễn tiến trong cái buổi cấp phát quà hôm nay thì chúng tôi rất là cảm kính, vui mừng trước những cái tình thương vô bờ vô bến của đại gia đình ông Bình Tây cũng như Ngọc Mới, đã có nhiều cái tình thương bao la vô bờ vô bến và đã gây dựng nên một cái gia đình để phụng sự cho đạo pháp và dân tộc từ trong nước cho đến hải ngoại. Và hôm nay tiếp tục theo cái công hạnh lành đó, ông Lê Kiến Trúc đồng hành với cô Kim Chi đã gây dựng nên những cái công đức lành cho cái buổi cấp phát quà 150 phần này, để mà cốt lõi hồi hướng công đức lành cho thân phụ thân mẫu ông là Lê Công Sở và bà Trần Thị Đạt. Và giờ đây để tiếp tục theo chương trình này, chúng tôi xin trân trọng kính mời chị Ba Kim Chi sẽ đại diện cho ông Lê Kiến Trúc có vài lời phát biểu cảm nghĩ nhân buổi phát quà này. Xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin tuyển lễ thầy. Thầy chị. Dạ, con xin kính chào hết tất cả quý đồng đạo của mình hôm nay. Con xin đại diện cho anh Lê Kiến Trúc đến đây để cảm ơn quý đồng đạo đã đến không ngại cái đường xa đến dự, đến nhận một chút xíu quà mọn từ nơi anh Lê Kiến Trúc, để ảnh vui rằng là quý đồng đạo chia sẻ cho quý đồng đạo chút xíu quà, để nhắc nhở quý đồng đạo luôn luôn lúc nào cũng nhớ câu niệm Phật, để cuối cùng mình sẽ được gặp nhau ở Hội Long Hoa với Đức Thầy. Vì vậy con xin chuyển lời đến cho quý đồng đạo hôm nay. Dạ, con xin cảm ơn và chúc cho quý đồng đạo được thân khỏe tâm an. Nam mô A Di Đà Phật. Chị xin thưa với cha má một vài lời ha. Dạ thưa cha má, hôm nay đến đây để làm tròn cái bổn phận cho anh Lê Kiến Trúc. Những gì mà con làm theo ý của anh, trước nhất thì đã cúng dường hết đến cho các chư vị trăm quan, xong đến cửu quyền thất tổ chung, và đặc biệt gần nhất là cho cha Lê Công Sở và mẹ là Trần Thị Đạt. Dạ con cầu chúc cho cha má được mau sớm về Long Hoa Đại Hội và Tây Phương Cực Lạc với Đức Thầy. Đó là điều mong ước của anh Lê Kiến Trúc và con. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, thưa quý vị, vừa qua thì Kim Chi cũng đã đại diện cho anh Lê Kiến Trúc để làm những cái công đức lành nhân cái mùa báo hí Du Lan, hồi hướng công đức lành này cho chăm họ, cho là chăm quan của quyền, và nhất là cho thân phụ thân mẫu ông là Lê Công Sở và bà Trần Thị Đạt. Và với những cái sự xúc động vui mừng to lớn này không sao kể xiết, thì chúng tôi một lần nữa cũng xin chân thành tri ân những cái công đức lành của ông Lê Kiến Trúc đã làm những cái nhịp cầu nhân duyên và phụng sự đạo pháp hiếu nghĩa di tiên này. Một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn ông và cảm ơn toàn thể tất cả quý cô, quý bác, quý anh, quý chị trong đoàn đã một tay về đạo Phật. Quên một cái và dạ. Muốn tiếp tay với em về cái bồn nước để ảnh nói em gánh nặng quá, thành ra một phần nào chút xíu để mà tiếp tay. Đó là cái mà anh Lê Kiến Trúc muốn như vậy.
Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Tham gia quà hết sức là cảm động quý vị. Không thể nói nên lời. Bởi vì ông Lê Ký Trúc đã qua đời rồi, mà ông đã cũng đã cảm nhận được, cảm nhận được cái sự quan tâm và đạo pháp. Cho nên hôm nay ông cũng đã qua đời, mặc dù qua đời nhưng mà linh hồn ông cũng vẫn rời đây mai đó để trợ duyên Phật pháp. Thì ông cũng đã cảm nhận thấu hiểu được Thanh Hòa từ xưa đến nay luôn luôn lúc nào cũng đồng hành với một cái bổn phận của mình là vì đạo pháp, vì dân tộc, và phụng sự cho nhân sinh, cho đồng bào, cho xã hội mọi mặt. Tuy nhiên thì không bao giờ là có một cái tiếng nói gì mà gọi là vận động hay kêu gọi hay xin tiền của ai, gì liên quan đến tiền thì nó rất là nhạy cảm, rất là khó. Cho nên lúc nào cũng phải thực thi theo cái chương trình thiện nguyện, thực hiện cho nó tốt ở mọi mặt trong mọi cái công việc của xã hội. Tuy nhiên hôm nay đây là một cái việc mà phải nói là bất ngờ. Ông Lê Ký Trúc là một cái cảnh giới đã trở về với cái an nghỉ sau cùng và một cái cảnh giới vô vi của Phật, của Bồ Tát. Nhưng mà ông đã cảm nhận được, thì hôm nay ông đã kết nối đồng hành với gia đình để tạo một cái động cơ để giúp hỗ trợ với Thanh Hòa. Thì Thanh Hòa vừa qua cũng xây giếng nước để dự trữ nước mưa, để mà là phục vụ cho cái việc sinh hoạt huynh đệ đồng đạo ở trong cái khu vực này. Thì một lần nữa chúng tôi cũng hết sức là cảm kính cái tinh thần của ông Lê Kiến Trúc. Mặc dù ông không còn ở thế gian nhưng mà lúc nào ông cũng hiện hữu ở mọi lúc mọi nơi để rồi phụng sự cho đạo pháp, cho xã hội, cho đồng bào, và nhất là trợ duyên cho gia đình để cho chị Ba Kim Chi được giữ vững cái niềm tin cũng như cái tinh thần để rồi dung quán gia đình và để rồi đồng hành tu hành cho đến ngày viên mãn giải thoát. Thì một lần nữa chúng tôi cũng thành tâm nguyện cầu ơn trên hồng ân tâm bảo của Linh Đức Phật Đức Thầy, trăm quan chư vị sơn thần, năm non bảy núi từ bi chí diệu gia hộ cho ông Lê Kiến Trúc luôn được công thành quả mãn và thành công đạo quả để trở lại cứu giúp chúng sanh và làm tròn cái nhiệm vụ bổn phận của mình trong cái thời kỳ hồng quân Phật pháp và cho đến ngày A Lập hội long qua. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, và giờ đây thì để diễn tiến theo chương trình, đây là 10 triệu đồng ha, để vô cái chuông. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì một lần nữa tiếp theo chương trình, xin cung thỉnh kính mời tất cả quý vị mình đứng lên để chúng ta chuẩn bị cho cái chương trình buổi lễ hôm nay là cầu nguyện quốc thế dân an. Nhìn chung thì chúng ta thấy rằng trong cái thế giới ngày nay phải nói là hết sức là bi ai, nào là nước dân, nào là lửa cháy, nào là động đất, sóng thần, mưa bão, và nhất là cái tình hình chiến tranh thế giới khủng khiếp. Cho nên với cái tâm thành của một người dân, của một người tu, chúng ta luôn mở cửa từ bi để thành tâm cầu nguyện cho quốc thế dân an, thái bình thịnh trị, nhất là cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc, và nhất là chúng ta cầu nguyện làm sao cho đất nước Việt Nam của chúng ta an cư lạc nghiệp, mà nhất là không còn dịch bệnh tái lại, để cho muôn dân nhà nhà được ấm no và hạnh phúc. Thôi thì xin kính mời quý vị thực hiện qua cái chương trình cầu nguyện hôm nay. Nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là cầu nguyện quốc thế dân an. Phần thứ hai là cầu nguyện cho ông bà Lê Công Sở và Trần Thị Đạt. Vậy chương trình diễn ra xin phép được bắt đầu. Kính mời tất cả đồng giữ thân trang nghiêm tâm thanh tịnh. Thứ bảy, chánh niệm vậy thì khi cầu, khi nguyện, chuyện gì thành tâm, hay là hương đăng nghi ngút lễ vọng cầu, cảm lòng bá tánh nguyện từ câu, chỉ quyết một lòng ta độ tận, dắt chúng lánh xa cảnh mộng sầu. Và chương trình nguyện cầu sẽ tiếp nối được bắt đầu. Cắm cây hương bên ông bác. Cắm cây hương vô ông bác đi không? Xong chưa? Bác Hồ nha.
nhận hương xong, trước tiên là làm lễ nghi thức cung thỉnh hướng về của quyền thất tổ kính ba sát, hướng về tam bảo kính ba sát, hướng về đức thầy kính hai sát, hướng về đức ông đức bà kính ba sát, hướng về quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực kính ba sát, hướng về Bác Hồ, hướng về các vị anh hùng hy sinh vì nước vì đạo, thành kính các vị hộ pháp ba sát, cung thỉnh xây sang bên ngoài, kính thỉnh hướng về thông thiên kính ba sát và xây vào bên trong. Tiếp theo cầu nguyện quốc thế dân an, đồng hướng về tam bảo kính ba sát, đồng quỳ, có vị trí thì quỳ, chắp tay hương dương lên trán thành tâm cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, phổ độ cho đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, toàn thể đồng bào và nhân loại được vạn sự lành, phổ độ bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly. Chúng con thành tâm cầu nguyện cho dịch bệnh tiêu trừ, dân chúng được yên bình hạnh phúc, thành tâm cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị xá một xá và đứng lên, xá tiếp một xá đồng thu và thượng hương, đốt hương thêm mình thắng. Thượng hương xong, cung thỉnh xá tiếp một xá, quỳ xuống lễ tạ ơn tam bảo, bốn lạy đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật, đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật, đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật, đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa xong, xá chính giữa hai bên. Kính thưa quý vị, vừa qua là chương trình cầu nguyện quốc thế dân an, cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc vừa xong. Và kế tiếp theo đây thì chúng ta cũng cầu nguyện cho ông Lê Công Sở, bà Trần Thị Đạt cùng của quyền thất tổ được siêu sinh tịnh độ, trực giảng Tây Phương. Thưa tất cả chưa quý vị, thì chúng ta ai ai cũng đều có một cái bổn phận trách nhiệm lớn lao không sao kể xiết, đó là bổn phận đối với tổ tiên ông bà cha mẹ, còn có nghĩa là ăn tổ tiên cha mẹ. Đặc biệt nhất là trong cái mùa báo hiếu lan tháng 7 này là cái mùa thắng hội, thì rất mong tất cả chúng ta sau khi mà cầu nguyện xong, trong cái mùa tháng 7 Du Lan này, quý vị mình ở nơi tại gia mình luôn cúng bái lễ lại để mà cúng dường cho cửu quyền thất tổ và chư tăng để hồi hướng công đức lành cho cửu quyền thất tổ ông bà. Thôi thì giờ đây chương trình nhận hương xong, kính mời tất cả đồng hướng về nơi tam bảo kính ba xá, kính thỉnh đồng có vị trí thì quỳ, không có vị trí thì đứng, chắp tay hương dâng lên trán thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ trăm họ ông bà và hương linh ông Lê Công Sở,
bà Trần Thị Đạt với tâm hạnh hiếu của con Lê Kiến Trúc. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Xá một xá và đứng lên. Xá tiếp một xá đồng thu và thượng hương lên tam bảo. Tắt gì rồi, xá tiếp một xá đồng quỳ xuống lễ tạ ơn tam bảo bốn lại, thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thu xong, kính thỉnh đứng lên xá chính giữa và hai bên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau cùng lễ tắt, cung thỉnh đồng hướng về cổ quyền thất tổ ba xá, hướng về tam bảo kỉnh ba xá, hướng về đức thầy kỉnh đức thầy hai xá, hướng về đức ông đức bà kỉnh ba xá, hướng về quan thượng đẳng đại thần kỉnh ba xá, hướng về các vị anh hùng hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, vì đạo pháp, thành kính tri ân các ngài hộ pháp xá ba xá. Và xây ở bên ngoài, hướng về bàn thông thiên kỉnh ba xá. Và xây ở bên trong, kính thỉnh quý vị mình ngồi xuống thêm 3 phút nữa, 2 phút nữa ha. Ngồi xuống xíu nữa. Xin nhắc chung với quý vị mình có mấy điều như sau. Thứ nhất là cái chương trình phát quà thì để đảm bảo cho cái vấn đề an ninh trật tự, và có trước người sau, mình phải giữ trật tự xếp hàng một thứ tự. Thứ nhất, thứ hai là quý vị mình nhận quà hôm nay đó thì gồm có gạo mì, gạo 10 kg một thùng mì, và trong đó có một chai dầu dầu dinh son, và một bó nhang, và một cái bịch rau củ quả. Mà nhất là rau củ quả, quý vị mình biết là Thanh Hòa thu gom ở nhiều chợ cũng cực chứ không phải đơn giản. Cho nên mấy lần trước đó quý vị mình là tôi phát hiện có một số người, một ít người làm nó ảnh hưởng nhiều người. Đi xuống dưới đây dục bỏ dưới đó, coi chừng quý vị mình không khéo bị mất phước ha. Rau củ có thể nó bị hư một ít nào đó, về mình rửa lại, mình sạn lại, mình tận dụng mình ăn ha, chứ không nên vứt bỏ giữa đường hay hoặc giả là ở đây gần đây thì không nên ha. Rau củ quả thì mình đã soạn ra cũng sạch cũng đẹp rồi, mà nó có hư chút đỉnh về mình rửa lại, mình lựa lại ha, chứ không nên bỏ nó sẽ bị tổn phước ha quý vị. Thôi thì sau cùng thì chương trình phát quà đó là tiếp theo đó, thì chúng tôi xin rất là chân thành cảm ơn các cấp chính quyền của địa phương ở nơi đây đã quan tâm ưu ái và tạo những cái điều kiện thuận lợi tốt đẹp cho Thanh Hòa, để cho Thanh Hòa là thực hiện những cái tâm nguyện, những cái thiện nguyện, những cái chương trình góp phần an sinh xã hội, góp phần đồng hành cùng với chính quyền địa phương ở các cái đơn vị ở trong cái địa bàn của tỉnh Biên cũng như ở An Phú. Thì hôm nay được sự đồng hành này, thôi thì chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu cô Tư Thanh Thoản, đại diện cho địa phương, sẽ đến đây có vài lời phát biểu tâm tình với tất cả bà con mình nhân buổi phát quà này. Xin trân trọng kính mời cô và mời quý vị cho chồng hỗ tay. Mang câu trận. Rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trân trọng kính chào tất cả bà con đến tham dự và lãnh quà hôm nay. Chào cư sĩ Thanh Hòa, chào gia đình của Mạnh Thường Quân.
thì cũng khá lâu rồi, tôi cũng chưa có, cũng mấy tháng rồi à. À, bữa nay được đến đây để tham dự như thế này, tôi thấy cô bác đến đây rất là đông. Cô bác đi sớm không? Hình như là đi 9 giờ mấy rồi phải không? Mà cô bác có cảm thấy là khi mà mình nhận quà nhiều chỗ đó, thì cái chỗ này như thế nào? Mình đi đến đây nè, là mình được ăn cơm nữa. Ăn cơm xong rồi, bắt đầu được nghe pháp, rồi cái được tịnh tâm 50 phút để được niệm Phật. Rất là ý nghĩa phải không cô bác? Thì bây giờ cô bác biết rồi, rất là khó khăn, rất là khó khăn. Nhưng mà ở địa bàn của phường An Phú này cũng có phước khi được quà ở cạnh một bên này. Thì cái uy tín của mình như thế nào? Mạnh Thường Quân ơi, hãy gửi những phần quà yêu thương để chú cho để Thanh Hòa. Anh Hòa gửi những cái phần quà yêu thương này đúng người và đúng đối tượng đó Mạnh Thường Quân. Đây là những hộ nghèo, khó khăn, bệnh tật và các cư sĩ ở tại Ăn Cốc trên này không à. Ngoài ra là rất là ý nghĩa, nó rất là đúng luôn đó. Tôi cũng được lãnh đạo cho phép tham dự ở đây, phân công ở đây. Thì tôi cũng rất là mừng lắm khi mà đến đây mà cô bác được những phần quà yêu thương như thế này. Thì bây giờ không biết nói gì hơn, thì cô bác mình cũng như vừa rồi thì cư sĩ Thanh Hòa đã có truyền một cái pháp để cho mình nghe là vấn đề là niệm Phật. Thì Phật có nói rằng niệm Phật bệnh tật tiêu tan, niệm Phật tan chứng nghiệp. Thì bây giờ cô bác mình đâu có gì đâu mà khó, bây giờ mình chỉ niệm Phật, đi đứng nằm ngồi cứ việc niệm Phật, niệm trong tâm. Cũng như ở mình ở nhà mình đó, có khi nào mà cô bác niệm Phật thì đang niệm Phật cái này chuyện này chuyện kia, còn bây giờ lại đây là vừa lãnh quà vừa ngồi được tĩnh tâm niệm Phật, rất là ý nghĩa, rất là vui. Nhưng tôi cũng thay mặt cho địa phương thì cảm ơn rất nhiều những cư sĩ Thanh Hòa, và cảm ơn rất nhiều đến gia đình của Lê Kiến Trúc đó, chú Lê Kiến Trúc đó. Cảm ơn rất nhiều khi mang một phần quà yêu thương đến đây để cấp cho cô bác ở địa phương chỗ này. Tại vì chỗ này là khó khăn dữ lắm. Nhưng mà nếu mà Mạnh Thường Quân á, đâu phải là lo một chỗ được đâu. Nhưng mà chỗ này thì nhà cư sĩ Thanh Hòa thì cũng có giải pháp điều và đó. Rất là mừng, ở địa phương rất là mừng. Khi phân công tôi đến đây cũng mừng nữa, mừng dữ lắm. Thôi thì bây giờ cô bác mình hãy tĩnh tâm lại. Tôi cầu có tôi xin thôi, xin là cùng tôi để niệm ba hồi niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật ba hồi, để hồi hướng công đức lành này cho cụ huyền thất tổ của ông Lê Kiến Trúc. Có được không à, bà con? Nếu được gì làm, mình niệm Phật nha. Niệm, tuy rằng một người niệm ba lần, nhưng mà trong này tới 150 người là niệm được bao nhiêu là nhiều lắm, phải không? Thôi thì bây giờ mình cùng nhau niệm Phật. Bắt đầu niệm Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Quyền nên công đức lành này hồi hướng cho cụ huyền thất tổ và cha mẹ của Lê Kiến Trúc sớm được giảng sanh về miền cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Bác sĩ cho thành cảm ơn cô thầy đại diện cho địa phương đã có một cái tâm thành phải nói là hết sức ý nghĩa, hết sức vui vẻ để đồng hành kết nối yêu thương, chia sẻ tình thương, đoàn kết đồng hành để mà phụng sự cho đạo pháp, cho xã hội. Qua lời nói xin chân thành cảm ơn cô Tư, và sau cùng cũng xin chân thành cảm ơn chị Ba Kim Chi cũng như ông Lê Kiến Trúc và tất cả các cô đã đồng hành cùng với đoàn, và tất cả quý cô bác anh chị em có mặt hôm nay để chúng ta cùng nhau vun vén trong cái tình thương đại đồng của nhà Phật, và để cuối cùng rốt ráo là như Đức Thầy đã ước mơ, ước trăm họ nhà mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàn, và rốt ráo sau cùng đó là chúng ta được trở về nơi cái nơi yên bình của cái ngày Long Hoa Đại Hội diễn kiến Phật Thầy. Lễ phép kính chào và cảm ơn hết tất cả quý cô bác chú vị đồng đạo Nam Mô Di Đà Phật. Tuy nhiên thì chương trình pháp hôm nay do cái số lượng giới hạn cho nên cũng không thể nào mà dung quán và
phân phát đầy đủ lên. Cho nên bà con ngồi tại chỗ ha. Một số không thiếu thì quý vị mình cũng qua thể cho ha. Thì giờ bây giờ anh gì đi, tôi cũng hơi rất là khó xử cho mẹ bên trong. Nghèo thời cũng ráng cháo rau, chứ đừng gián xạo ngày sau thanh nhàn. Bần cùng cũng xóm liều toan, giờ tâm ngai thảo xóm làng mến yêu. Một khang thần tình cần triêu, khỏi cơn hoạn nạn làm kiều được lên. Ít ai giữ đặng chí bền, tu theo nước lớn rồng bèn thả trôi. Tuy xa mà tới mấy hồi, đất còn lở thét phải bồi tự nhiên. Thảm thương cho kẻ ta điền, gặp cơn lúa ngập của tiền ráo tay. Nó chiều rồi lại đói mai, da bần trí đoạn đắng cay nhiều bề. Lo tròn cha mẹ nhi thế, nhằm năm lưng túc nào nề tâm trung. Khá thương những kẻ bần cùng, tâm lành như của hải dùng vào. Rồi các cô mình đi đảo ra ngoài đi, đi theo đường đó luôn đi. Thấy hả anh Hòa? Ra. Ra đây luôn đi hả? Ông nào lòng dạ hải hà, đồng tình bác ái ra mà làm đi. Giúp người đói khó nhu mì, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Bà nào quá bùa hữu tài, tiền nhiều đất rộng cò bay múc đồng. Cơn này bố thí cho xong, để khi nhắm mắt bên chồng dành chia. Ông ban các chợ sẩm hia, tìm hàng thanh màu nhờ dân ruộng dương. Ngày nay thất bát khá thương, tiền nông chẳng có cơm lương cho qua. Mắt nhìn lòng ưa
rút ra. Cả kêu bổn đạo ai là thiệt tu, muốn cho rắn đằng quá cù, xả thân làm phước diêm phù dược qua. Dự bo đến lúc phong ba, gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Phong trần ai cũng phong trần, được sang nhờ của người bần góp thâu. Thấy đời lao lý mà rầu, giúp cho chúng nó ngõ hầu làm ơn. Ngài đẹp đẹp ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng giải tà, nên quay lộn ta bà khỏi khổ. Lòng thương chung thiết thương tình độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chi làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng giảng vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tinh nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dường. Chỉ một chiếc tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi, xét cõi trần sông khổ dạt tôi, vô lượng tư ở trong thế giới. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lâm khổ, có bao người xét cho tộc chỗ, tình độ vui, tình độ nhàn vui. Cảnh thanh minh sen bao nặng mùi, nào ai rõ cái vui tuyệt đâu. Vì phần ta rất yêu mến đạo, chẳng nể chi thế xuyên tài, lấy lời xưa kết lại ức tơ, cho thiện tính rồi nhàn tên, dứt mê tâm dứt điều hờn ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành. Thương ráo dôi chỉ hướng cao sanh, cho khỏi kẹn con lành Phật giáo, đức đức ta từ xưa giảng bảo, cổ ta bà thiết lại ta. Bởi chúng sanh mang lấy xác thân, khổ thứ nhất sự sanh là gốc, vào bụng mẹ
chung quanh bao bọc, có cách nào ở chung một tôi. Bụi mẹ tao viết thiệt tình thu, lúc mẹ đôi giường treo lòng bồng, ta kể sơ những điều bí thông, mẹ nó cũng chật chội khó khăn. Khi xa đời đau đớn vô ngăn, cất tiếng khóc nếm mùi dương thế. Cho ông gói xanh nó lòng luôn đi, nhận quà luôn đi. Khung cảm ơn truyền câu hồi gì, thả làm hiền mà biết non sông, điên như ta điên giống tiên rồng, điên gờ ách xích xiền thế tục, chuông linh khứu ba hồi dục thúc, đờn lôi âm khởi điều êm tai, con lành duyên khá trở gót hài, điên quyết chỉ dắt người lanh tục. Đào mở cửa bài câu minh mục, nước ma ha tưới tắt lòng phàm, coi trung ương luân chuyển phương nam, mở hội thanh chọn người trung hiếu, tử vì nước còn ghi linh miêu, thác vì đời thanh sự danh bia, mũ cánh chuồng đai giáp mang hia, tuy thô kịch nói là mà tâm cũng rất là khó xử. Sáng giờ quá đông rồi, bà con khổ quá nhiều rồi. À, mặc dù là họ tới rồi không có thiếu, họ về cũng nhiều, nhưng mà số này là coi như là quá khổ. Chờ từ sáng giờ đeo khổ quá thành ra đeo. Đeo hết ý. Chưa đây. Ồ, gió mát quá vậy. Đây là cây tung. Cái gì? Cây tung. Còn chỗ phim hổm là vườn sa la sông Thọ nè, đó đó. Thầy nói cái đề tài mà hả là Đức Thầy đó, còn có nghĩa đó. Thế đó là tại mình làm á, mình làm được phong cảnh đó em. Còn cái bụng nào đâu? Bụng đây. Bụng này nè hả? Mà cái bụng nãy mình nói đó hả? Ủa mưa hướng nào rồi đi xuống? Cái này là để đẩy gác. Đẩy gác còn trên 2 tầng đưa xuống. Nghe không? Mẹ đây nè. Ở trong quê chưa có nghe câu chuyện của cái bồn. Cái câu chuyện cái bồn này, cái chuyện cái bồn là tính mới quên. Thôi bí ẩn quá thì để đó đi. Tại vì phải bí ẩn mà tại không có dịp nữa. Trời quá mới để đó. Không thấy dễ thương quá.
còn còn chịu chịu vậy đó, chịu sao nữa, vậy sao nữa hả? Nó phải đâu rồi uống đi như đây nè, nè truyền tải nước xuống này không có tại chuyện đó tới giờ đâu gặp em đâu mà nói. Cái này cái nhà xe đây này không đó, mấy cái chòi nhà lá nó không có mưa nữa, không có chịu mấy cái nhà lá nữa. Rồi cái kính lễ cái về hả sao? Đấy, ngồi đây nhà, hả? Đi rồi được rồi, bây giờ kính lễ về. Đi cái bắt đầu mình đi vòng trước mình đi không? Vậy vô kính lễ. Tôi thấy con đi chưa? Con về chứ. Kính mời quý vị kinh lễ tâm bảo, kinh lễ Đức Thầy để chúng ta đồng về. Kinh lễ Đức Bà không gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Bà, Đức Ông. Rồi xong không gì? Kính mời quý vị kinh lễ Đức Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa xong. Sơn cái màu Nam Mô A Di Đà Phật có gì không? Đúng không? Ừ. Có gì không? Ừ. Sơn màu đỏ lắm rồi. Sơn màu này cũng được nè. Đi đâu? Đi đâu? Đi hả? Đây. Nhà gì? Nhà ăn. Nãy giờ quên lâu rồi. Nhà ăn là cái gì? Nhà ăn hả? Hầm thấy mồ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. À, giờ đây thì Thù Quê và Phải Đoàn đã ra xe rồi, chuẩn bị lên xe ra về. Kính thưa quý vị, thì chương trình mà phát quà đã xong. Phải nói là chương trình cũng rất là tốt đẹp nha quý vị. Dạ chào. Ủa các cô cũng về đó các con. Về. Giờ Phải Đoàn sẽ lên xe ra về. Tùng Quê kính chào toàn thể quý vị, kính thưa quý vị, chương trình phát quà đã xong. Phải nói là chương trình phát quà cũng rất là đặc biệt, kết quả rất là mỹ mãn. Đặc biệt thì bà con mình ai cũng rất là vui. Giờ đây thì Phái Đoàn sẽ ra về nha quý vị. Tùng Quê chân thành cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị đã một ngày an lành, hạnh phúc, niềm vui trong cuộc sống và luôn được sự che chở của Đức Phật.